Dạ, đây là 20 triệu. Em trả trước cho anh. Mỗi tháng em sẽ trả dần anh tiền viện phí của mẹ em. Sao lại như vậy? Anh không lấy đâu, anh chỉ Anh đã muốn... giúp đỡ em và gia đình của em khi gặp khó khăn. Anh là người đàn ông đã dành cho em rất nhiều sự ấm áp. Cho tới thời điểm hiện tại, anh là người đàn ông tốt nhất mà em đã từng gặp. Nhưng mà Em không cần nói nữa, anh hiểu ý của em. em tự lo cho mình được. Anh đừng có lo lắng cho em nữa. Em thấy như vậy thật sự không thoải mái. Em thấy có lỗi với anh. Em không cần phải quan tâm gì đến anh. Em hãy làm theo cái gọi là cảm xúc. Và anh tin rằng cảm xúc đó không phải là thứ bất biến, và nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu như một lúc nào đó em cảm thấy chơi vơi, thì hãy nhớ có một người vẫn luôn chờ đợi em. Cảm ơn anh. Cảm ơn.